Xin chào em Tú, xin chào mọi người. Hôm nay em Tú sẽ làm một cái video về giá đất từng khu vực ở Đức Hòa, Long An cho các anh chị ở xa mà khi đi mua đất, mua nhà ở khu vực Đức Hòa, Long An này thì để có một cái giá để tham khảo. Thì sắp tới em Tú sẽ ra một loạt cái video về giá đất như vậy. Nhưng trong cái video hôm nay, em Tú sẽ nói về giá đất ở khu vực Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An thôi nha anh chị. Như các anh chị đã biết, ở xã Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An á thì nó tiếp giáp bởi các khu công nghiệp như khu công nghiệp Tân Đức này, khu công nghiệp Tân Đô, khu công nghiệp Hải Sơn và khu công nghiệp Hữu Thạnh và trường đại học Tân Tạo. Thì nó sẽ tiếp giáp như vậy, nó tiếp giáp với những cái đường lớn như là đường tỉnh lộ 824 này, tỉnh lộ 830 và đường quốc lộ N2. Thì bây giờ em Tú sẽ nói giá đất từng khu vực, từng cái ấp á, để cho các anh chị tham khảo. Giá đất của em Tú không phải chính xác 100%, nhưng nó sẽ có một cơ sở cho các anh chị ở xa đi lên Đức Hòa, Long An mua đất mà có một cái nhận định để khi mình mua đất. Thì cái giá em Tú đưa ra thì mang tính chất cho các anh chị ở xa tham khảo nha. Đầu tiên thì em Tú sẽ nói về ấp 1A. Ấp 1A thì nó nằm ở xa khu công nghiệp một chút xíu, nó nằm ở hướng bên quốc lộ N2. Thì bên đó thì giá nó còn rẻ hơn ở ấp 2, ấp 3 và ấp 4. Tại vì ở bên đó thì nó không có cái tiếp tiếp giáp xa hơn như cái tiện ích như nãy em nói, khu công nghiệp, trường đại học. Và ở đó thì dân cư nó còn thưa. Nó còn thưa. Nên giá đất ở đó thì tầm khoảng trung bình thấp á, thì khoảng 3 triệu 8 đến 4 triệu một mét vuông. Đó, em nói đất thổ cư nha. Còn mà đó là giá thấp, còn giá trung bình thì khoảng là 5 6 triệu. Và giá cao thì khoảng là 7-8 triệu tùy theo cái vị trí, tùy bất động sản là tùy theo vị trí. Đó là cái ấp 1A. Và bây giờ em Tú sẽ nói có những nói về ấp 2, giá đất về ấp 2. Ấp 2 Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An nha anh chị. Ấp 2 á thì nó nằm ở trên cái đường tỉnh lộ 824. Nó tiếp giáp với khu công nghiệp Tân Đức này, khu công nghiệp Tân Đô và khu dân cư ECT và trường đại học Tân Tạo. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì ấp 2 có rất nhiều dự án nhà phố xây liền kề để bán. Nên giá ở đây thì nó sẽ cao hơn so với những cái ấp khác mà thuộc Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Tại vì ở đây thì nó có tiềm năng về xây nhà trọ anh chị cho thuê và những vị trí đẹp á, thì người ta cho thuê mặt bằng nữa. Nên giá ở này nó sẽ giá ở ấp 2 Hữu Thạnh nó sẽ cao hơn những khu vực khác. Thì cái giá mà thấp ở ấp 2 Hữu Thạnh này á thì em nói là nói tính mét vuông về thổ cư nha. Giá thấp nhất hiện tại á là khoảng 6 triệu một mét vuông. Đó, những vị trí xấu. Còn những vị trí đẹp, ở những vị trí mà trung bình á, vừa vừa trung bình á thì tầm 7 triệu rưỡi đến 11 triệu. Đó là vị trí trung bình. Còn những vị trí đẹp á, đắc địa anh chị thì tầm 15, thậm chí có những nơi 25 triệu một mét vuông ha. Đó là giá đất của ấp 2 Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Còn ấp 3 Hữu Thạnh á thì nó nằm ở bên tỉnh lộ 830 thì giá cũng trung bình cũng là 7 8 9, có những nơi đẹp thì 10. Còn nó mà nằm ở ngoài đường tỉnh lộ 830 á thì giá sẽ cao hơn 15. Còn ấp 4 á thì nó có cái khu dân cư Cát Tường, Phú Thạnh anh chị. Cái khu đó là đường rất là sạch, đường đường không á là 6 m, cống thoát nước nè, có đèn đường nè và có cây xanh nữa, có công viên, có chợ nữa. Ở đó mức giá mà trung bình là một mét vuông á, đất thổ cư nha anh chị,
là khoảng 11 triệu một mét. Và có những chỗ mà vị trí đất địa gần chợ ha, hoặc là sát bên công viên á, thì nó lên đến 15 đến 17 triệu một mét vuông. Tại vì cái khu đó là khá là đẹp, tại vì nó là khu dân cư, người ta quy hoạch thành khu dân cư các anh chị, nó trồng cây rất là đẹp, có công viên, có cả chợ nữa. Nên cái giá ở ấp 4 Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An á, thì trong khu dân cư Cát Tường á thì giá vậy. Còn giá mà ngoài khu dân cư á thì trung bình thì nó cũng cỡ 7-8 triệu một mét vuông. Những vị trí đắc địa thì cũng mười mấy triệu một mét vuông nha anh chị. Nhưng mà ấp 4 thì sẽ có cái vị trí mà gọi là đẹp đẹp và đắc địa là ở khu dân cư Cát Tường, Phú Thành. Tại vì em Tú có qua đã khảo sát một lần, rất là đẹp, và khách hàng của em Tú rất thích trong khu đó, thì rất là sạch anh chị, có cây cối người ta trồng sẵn hết rồi, có công viên nữa nè, có chợ. Thì các anh chị lên Sài Gòn rất là thích cái khu đó. Thì em Tú vừa nói xong tình hình giá đất ở Hữu Thạnh, Đức Hòa cho các anh chị tham khảo. Mà nên nhớ là cái giá em Tú á, là đưa ra là giá để tham khảo nha anh chị, để cho anh chị ở xa, chẳng hạn như ở Sài Gòn có một cái cơ sở mà để khi mình lên mình mua đất ở khu vực Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An này nha. Và cảm ơn các anh chị đã xem hết video này, và để xem những cái video tiếp theo á, thì các anh chị hãy nhấn cái chữ đăng ký bên tay phải màn hình nha, để em Tú sẽ sắp tới sẽ làm một loạt video về giá ở từng xã, ở khu vực Đức Hòa, Long An này cho các anh chị xem nha. Và một lần nữa em Tú xin chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, và hẹn các anh chị lại ở video tiếp theo nha. Xin chào các anh chị.